Từ hôm anh về thăm mộ má rồi trở lên, anh thay đổi nhiều lắm, cả tinh thần lẫn thể xác. Em không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Em rất lo lắng và muốn được chia sẻ cùng với anh. Anh không thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Hiền à, anh xin em, em đừng hỏi, em đừng hỏi gì hết. Em biết rồi, em sẽ không hỏi nữa. Em biết mười mấy năm nay trong lòng anh luôn có một chỗ, mà cho dù em có cố gắng như thế nào, em cũng không thể bước chân vô được. Em à, kiếp này anh mắc nợ ba má em, anh mắc nợ em nữa. Anh bận tâm chi chuyện đó, không phải mười mấy năm qua anh luôn tốt với em sao?